canh bí với tép kho. Này nó nấu mình ăn hả? Cái này rồi em nấu rồi cúng cái em ăn luôn nè. Nấu cơm cúng ha. Dạ. Này cũng cúng tương luôn hả? Cúng tùm lum hết trơn á, nhiều khi có bữa nào có đồ mặn thì cúng mặn, đồ tương cúng tương hả, chứ không có nói mặn tương gì trơn. Mình ăn gì con mình ăn đó ha. Dạ. Cũng như ông thầy ông nói cũng như qua 49 ngày rồi, giờ mình có gì mình cúng mấy. Chứ cũng không cần bị gì, hồi ấy tới giờ nó là nhỏ tới lớn nó không có ăn tương á. Rồi cái ổng nói thôi đi, rồi giờ cũng như rồi qua 49 ngày rồi cúng mặn cúng gì cũng được trơn á. Lúc rồi còn ở trong hồi lúc nó mới mắc á thì tới làm tuần 49 ngày thì nó là ngay đi cúng tương không à, không có cúng mặn. Giờ ra là mình ăn gì mình cúng cho con mình luôn. Giờ ra rồi giờ có gì thì cúng mấy. Mỗi lần mình thấy mình nín thinh vậy vậy thôi thì để trong bụng, chứ mới nhắc tới thì đau lòng. Em nhắc tới thì không nhắc tới nó rồi thôi, nhắc tới thì tới suy nghĩ tới thì đau lòng. Nhưng mỗi lần nhắc tới thì muốn bệnh chừng có mấy ngày em chưa hết. Buồn ha. Dạ. Chứ sao không buồn anh, nuôi từ lúc mới lọt lòng ra giờ đâu hai mấy năm nay, con mình đánh mạnh cũng không dám đánh nữa. Hai mươi mấy năm mà bây giờ mất, giờ nghĩ tới thì không mà đau lòng á, đau cái nhói tim, nên em không nhắc tới gì thôi, cũng như nín để trong bụng gì đó. Nhưng nhắc tới thì nỗi đau nó lên thêm. Bữa nay chị nấu món gì cúng? Cái này em canh nấu canh bí với tép. Em cũng không có nấu gì trơn. Nhiều khi có bữa rồi ngày hôm qua thì ăn cá kho. Qua em bệnh rồi cái gì ăn cá kho không à, qua sao tự nhiên nó mệt lắm, như nó muốn bị sốt gì đó, cái ngày hôm qua nằm không không có nấu canh nấu gì trơn. Bữa nay chị không đi làm ha? Dạ không, ổng gài không có đi, cũng như có chú Út ở dưới, ổng gần ở dưới là chỗ ghim bông á. Thì chừng nào ổng có đi là ổng có mằng cỏ là ổng mặn gì á thì ổng kêu xuống làm cho ổng, rồi còn không có thì ở nhà, có nên ổng đi làm bên Cần Thơ đó. Sáng bữa nào ổng cũng đi làm hết, bữa nào ổng đi làm hết trơn á, 4:30 rồi đi rồi, bữa nào ổng đi chứ. Có em thì không có đi, rồi bị con bé nó đi học đâu có ở nhà đâu đi. Lúc trước thì cũng như không có cúng kiến đồ thì mình đi chừng nào mình về hình gì cũng dễ hơn. Bây giờ bữa nào nó đi học thì tới 5:30 nó mới về nhà, rồi lúc nào cấp này nó sắp thi nè. Sắp thi cuối kỳ 1 nè, ngày nào nó cũng học bài, rồi nó đi học có nhà ở đâu, rồi đi thấy dục tùm lum hết trơn. Nấu dưới đây nó cũng gọn ha. Dạ. Chị nấu dưới đây nó cũng gọn ha. Dạ. Còn một lần em nấu ở trên chển luôn á, đâu có nấu ở dưới đây đâu. Mà ở trên chển này ngủ rồi cái nấu ăn rồi, chứ cái chỗ mà nó rửa chén nó không có tiện á.
mỗi lần đi rửa chén anh mắc bưng xuống tới dưới đây anh mới đi rửa được. Ở chỗ này đâu có nước đâu rồi rửa rồi chứ ở chỗ nó ngủ nữa, ở chỗ chỗ ngủ rồi nấu ăn ở trên chỗ mỗi lần rồi cái này nó dơ quá trời luôn. Mà chỗ chỗ nó chẹt mà nhỏ xíu. Dạ. Ở chỗ nó chặt quá trời. Vậy thành ra không nấu rồi ăn rồi nó dơ. Cái chén cái đồ nó cũng khó nữa, mỗi lần rửa cá hay rửa gì thì anh cũng phải mặn gì, anh muốn rửa gì anh cũng phải mắc đi xuống tới đây chứ. Xuống dưới sông này mới rửa được, này đâu có nước ở trển đâu. Nếu anh muốn rửa ở trển là anh phải xây cái bồn, ủa anh phải làm bồn nước mới có ở trển làm ở trển được. Bếp ga này em bển lấy về đó hả? Dạ ở chợ bển lấy về đó. Ở bếp ga này hả? Là cái bếp này nè, cái bếp với cái bình ga này nè là ở bển đem về đó. Thì đem về có cái gì tủ lạnh lên với cái bếp ga này nè với cái vô tiếng. Người bển đâu thấy chiếc xíu đâu? Đem vô trong nhà của ổng ở trỏng á, trong nhà, cái nhà trên á, nhà trên vô ở bếp rồi. Bên cái sảnh á thì là cái chiếc xe của thằng kia, cái chiếc xe của thằng Hiệp, rồi còn cái chiếc xe của con Tiền á thì đem lên nhà trên mà đậu á làm sao á, ở nhà trong phúc ở trong buồng á, cúc buồng á hả? Dạ hồi bữa thứ sáu thứ bảy em đi xuống dưới, bữa thứ sáu thứ bảy gì đó em đi xuống dưới em kêu ổng mà ký giấy giùm đó. Thì em thấy ở mép trong buồng á, đậu ở bên nhà trên mà ở mép trong á nha. Rồi còn chiếc xe của thằng Hiệp á thì ở bên cái sảnh, còn chiếc xe của thằng Tiền thì đậu ở mép ở trên bên trong nhà lớn mà ở trong buồng á. Nghe nó ngày hôm qua đưa nó đi lên trên hồi bữa chủ nhật có ông anh rể ở dưới nè, ổng nói đưa nó đi lên trên ấy rồi đi lên trên quà rồi. Nghe nói thằng Tâm nó đưa đi rồi ổng nghe ổng nói gì nè, nghe đưa nó đi mà rồi đi về rồi ổng mới gặp rồi ổng mới hỏi thăm ổng ấy rồi thằng lộn nó làm sao rồi. Rồi nghe nói đưa đi lên trên quà gì đó mà nói ổng nghe thằng Tâm nó kể lại nó nói đưa nó đi mà hỏi cái này nó mập hay ốm, rồi Tâm nó trả lời nó cũng bình thường. Rồi hỏi gì nó có biết gì không, Tâm nó nói thì nó đưa nó đi rồi cái nó hỏi gì là đưa nó đi đâu vậy, cái nói đi trị bệnh rồi nó hỏi nói thằng Tâm nó kể lại cho ông anh gửi nghe gì đó. Nó hỏi về vợ con nó đâu hết rồi sao không đi lên thăm nó mà ông đi có mình ơn vậy. Nói vậy đó hả? Nó nói vậy đó mà anh nghe anh hai nó lên nó kể vậy đó mà không biết thì có người ta có đặt chuyện người ta nói hay là có thằng kia nó có hỏi thiệt gì không thì mình không có biết nha. Nghe anh hai nó lên thì anh hỏi vậy đó, anh nói gì mình nghe vậy đó, anh nói có hỏi nói nó mà nó trả nó nói vậy đó thì thôi chứ không có nói gì hết. Nó hỏi gì đó thôi. Mà đưa đi hồi bữa chủ nhật rồi. Thư ơi, đem lấy đồ xuống đằng ấy. Không gì coi chừng nó biết à. Mà không biết làm sao nó nói gì á, ảnh nói không biết nó có khùng không hay là gì không thì mình không biết nha. Mà nó hỏi gì đó, nó nói vợ con nó đâu hết rồi mà sao không đi lên mà thăm nó mà đi lên có mình ơn. Nói anh gửi nó nói gì học lại gì đó. Rồi nghe anh rể nó nói gì nè, vợ con mày ở nhà cấp này lo đi làm kiếm tiền Tết xài Tết chứ ở đâu mà lên thăm. Nói vậy thôi à chứ không có nói về vụ vợ con nó chết. Mà không biết nó có biết không thì cái đó mà không có rành nữa. Em nghe ông anh rể nó lên hồi bữa chủ nhật có thằng em ôi chồng Út nó về ra chơi nè. Rồi ổng mới đi lên ổng ấy. Chờ chút xíu con dọn chén rồi ra để sẵn đi đâm mút lên cúng cho chú. Rồi nghe hỏi vậy thôi chứ mình cũng không có biết nữa. Mà các em cũng không có thấy đâu đâu để đã hỏi nữa. Nghe ông anh gửi không hỏi vậy thôi hả? Tép kho ha. Dạ. Ăn cơm cũng không có gì ăn hết. Dạ. Ăn thì cũng bình thường, chỉ là nhiều khi có bữa ăn chao cũng chừng. Cái bữa em đi làm thì ưa ăn chao được nhiều. Đây có chứ. Cũng như giá chiều đồ á, có về tập hợp tới nhà đồ hết á, thì còn có nấu canh nấu riêng đồ ăn. Yeah. Nhiều khi ở nhà có hai mẹ con nè, ảnh đồ đi làm với đồ đó thì ở nhà mấy mẹ con nó
Rồi ăn miếng này kia vậy thôi à. Cái giá mẹ ngâm ở ngoài sàn nước á. Chị làm cơm cũng buổi sáng thôi mọi người. Bé này mấy tuổi rồi? Hư dạ, mà. Nó 13 tuổi rồi đó. 13 nó tuổi. Tí á, Tết này nữa là được 13 rồi đó. Dạ. Tết này nó được 13 rồi ha. Dạ. Tuổi. Coi như giờ qua năm tới Tết này nữa thì mình tính như đẻ thì nó được 13 rồi, chồng rồi con trong giấy thì nó mới có 12 nè. Dạ. Nó tuổi như tí đó. Này mình cúng buổi sáng buổi chiều cúng không? Dạ, cúng buổi sáng và buổi chiều. Ngày 2 buổi. Ngày 2 buổi ha. Dạ. Cái này là buổi sáng. Sáng nha mọi người. Buổi sáng thì em Hư cúng cơm cho chị. Canh bí với tép kho. Minh Tăng xin chào mọi người. Minh Tăng kết thúc video, mọi người nhớ đăng ký ủng hộ để xem những video tiếp theo. Xin chào mọi người. Đợt khám lần bé nhỏ nằm ở đây gặp chị Tiền về đó hả? Bé nhỏ bữa hôm nằm ở đây ngủ gặp đó hả? Gặp ngồi kế vách bùng rồi luôn. Rồi dưới đứng trong tủ lạnh luôn ha. Nó thấy nằm ở dưới, ngồi ở dưới đó đó, rồi quay cái mặt qua bên tủ lạnh nè, rồi em hơi quay á, nó đứng lên ngay cái tủ lạnh đó.
chết nay cũng là 4 tháng rồi hả chị? Chưa có được 3 tháng nữa. Chưa được trăm ngày thấy không? Chưa được tới bữa mùng 1, mùng 2 tháng chạp âm lịch mình là mới được 3 tháng 10 ngày. Là mới được 3 tháng 10 ngày á. Rồi bữa hôm ngồi gì rồi có thấy mặt không chị? Thấy mặt không? Không có thấy mặt mà nó thấy cái lưng thôi à. Hồi đó bây giờ con bé nó có thấy chứ em chưa có thấy lần nào chứ. Là em có chi tiền đúng không? Hả? Là em có chi tiền thấy. Em có một tiền không thấy. Dạ. Ngồi đây nè. Thấy gì vậy? Ngồi đây với ngồi tôi vừa tôi lành nè. Ngồi nha. Má chế con bé thấy là chi tiền về á. Chi tiền về. Ừ. Đứng ở đây nè. Mới đầu ngồi dắt đây nè. Còn cái thằng kia nói kìa, thằng kia nó xong rồi cái nó cũng, cái thằng kia nó mới lên trên nó cũng gặp thấy nữa. Mới bữa đó là chôn rồi tối lại thằng đó nó gặp được một lần. Cái thằng em bà con á nó lên nó ngủ hôm trước á. Nó ngủ ở trên cái chổng đó, đó. Nó thấy con bé Tiền á nhìn vô mặt nó mà nó nói dắt đó nó chưa có ngủ. Mà nó nhìn nó thấy luôn á. Dạ lên dữ ha. Thưa mọi người, bữa hôm người em gặp đứng vừa tủ lạnh nè. Quay mặt của tủ lạnh hồi rồi đứng lên tủ lạnh luôn, đứng cặp tủ lạnh luôn. Lần đầu tiên thì ngồi ở đây. Dạ,